Nhắc tới các brand mỹ phẩm nội địa chung xịn sò mà bỏ qua Hoa Tây Tử thì thật sự rất là tiếc luôn. Và đây thì là một set quà mà Hoa Tây Tử có gửi tặng cho mình ý, thì sẽ gồm có xem bồn nước hoa này, hai cái kẹp tóc. Và cái này thì đố mọi người là gì? Trời ơi, nó là bằng mắt nha mọi người ơi. Một bằng mắt hình cái quà đấy thật sự rất là đẹp luôn. Và mình sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong nhá. Lúc mà mở ra xem ý, mình kiểu wow luôn á mọi người. Tại vì những cái chi tiết trên này mọi người thấy không, nó khắc rất là tỉ mỉ luôn. Nhưng hơi tiếc là khi mọi người apply lấy phấn ý, thì những cái họa tiết này nó sẽ mòn dần đi. Còn về bảng màu ấy, mình thấy nhà Hoa Tây Tử phối màu cũng khá là ổn và cái chất phấn lên rất là đẹp nha mọi người ơi. Kế tiếp trong set này thì mình sẽ có thêm cả một hộp phấn phủ mini màu tím nữa, mình thấy cái này rất là viral bên Trung á. Và đã nhắc đến Hoa Tây Tử thì không thể nào bỏ qua son đúng không mọi người. Đây là dòng son khóa đồng tâm mình thấy rất là nổi của hãng ý, và mình nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ biết đến cái em này. Mình thì đã từng có một cái em này ở cái vỏ màu hồng rồi và phải công nhận nó rất là đẹp. Nhưng mà cho tới khi mình cầm cái vỏ màu xanh này ý, thì mình đã hiểu tại sao là cái dòng này bán rất là chạy. Và đây mình sẽ cho mọi người xem các cái chi tiết người ta khắc tỉ mỉ bên trong son như thế nào nhớ. Đó mọi người thấy không? Trời ơi, cảm giác như kiểu là mình đang xem một bức tranh ở trên cái thân son vậy. Và màu son mình có thì nó sẽ là một cái tông cam hồng đất. Nói chung là nó sẽ dễ dùng hơn so với cái màu mà mình có mua trước đó. Và cuối cùng trong set này thì mình có gì? Mình sẽ có một cái cọ phấn mắt này và thêm đó thì sẽ là một bộ kẻ lông mày. Có cả lõi thay đi kèm luôn. Còn mọi người thấy sao về Hoa Tây Tử?